nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về tác hại của các chất gây nghiện, trong đó có ma túy và thuốc lá điện tử. Thời gian qua, các nhà trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều biện pháp giúp nâng cao nhận thức của học sinh về phòng chống ma túy, thuốc lá điện tử thông qua những buổi tuyên truyền bổ ích. Đây là một buổi tuyên truyền phòng chống ma túy, thuốc lá điện tử trong học đường do Phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Công an huyện Gia Lâm và Trường Trung học cơ sở Kim Lan tổ chức. Các em học sinh đã được giới thiệu và hướng dẫn các kiến thức cơ bản về ma túy, cảnh báo tác hại của từng loại ma túy núp bóng trong thực phẩm, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, các thủ đoạn tội phạm ma túy lợi dụng lôi kéo học sinh sử dụng ma túy hoặc ép buộc mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, các tình huống thường gặp và kỹ năng phòng tránh. Chúng em được tìm hiểu qua những tranh ảnh rất là sinh động, có cả hiện vật để cho chúng em có thể xác định được ma túy trong đời sống nó như thế nào. Với học sinh cấp 2 thì cái việc nhận diện này rất quan trọng, tại vì hiện nay trong cái xu hướng mà cần sa có thể tẩm trong các bánh kẹo, đồ uống hay thuốc lá điện tử mà các con có thể vô tình sử dụng hoặc là thậm chí bị rủ rê lôi kéo sử dụng, thì mong rằng những buổi tuyên truyền này qua cái nhận biết như thế các con có thể biết là tránh xa. Hiện nay, tình hình sử dụng ma túy, chất kích thích trong học đường đang ở mức báo động. Do đó, các thầy cô giáo và các em học sinh phải có những kiến thức về phòng chống ma túy, từ đó chung tay góp phần xây dựng môi trường học đường trong sạch, lành mạnh, an toàn, trường học không ma túy. Đôi khi là kể cả giáo viên lẫn học sinh cũng không phát hiện được đâu là thuốc lá điện tử và đâu là nó chứa ma túy. Và những cái buổi như thế này thì nó sẽ nhận diện rõ hơn và sẽ giúp ích cho cái việc giáo dục, tuyên truyền và các em tránh xa ma túy cũng như là không hút thuốc lá điện tử. Mong muốn rằng chúng tôi sẽ có nhiều cái buổi hợp tác như vậy để mà lan tỏa những cái kiến thức về phòng chống ma túy đến các em học sinh, đến với giáo viên và phụ huynh học sinh. Thông qua công tác tuyên truyền, mỗi học sinh sẽ là một tuyên truyền viên tích cực nhằm lan tỏa những thông điệp sống lành mạnh, nhằm đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng.